Hello anh em nhé, cảm ơn một người bạn gửi tới cho mình cái bộ Sam Trọng Nguyễn V9 này, thì mình giới thiệu qua này. Nó V9 mà DG thì V7 nhưng có thêm một số voi của V9 á, bát này, đây là bản bộ kích Revolution này, có thêm FX bộ kích T9 này, đó. Này, thêm một số cái voi của V9 đó. Nên 70 thì mình chỉ ghép là riêng ở thằng này thì sẽ có là nó có hai bộ 70 nhé. Bộ này thì có đun kích V9 này, bộ V9 này đó, mà có thêm mỏ cày V1 nhé anh em nhé, một cái lam V1 này và một cái lam V10 nhé, phần bộ kích thôi. Còn DG thì không đủ đâu, cái này nó mình ghép này đã full DG V7 này, nó thiếu mất hai bác voi ạ, nó thiếu mất hai bác voi của 3 03 này, thế thôi, tại vì không 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 có đủ bộ nhớ nhá. Còn 970 thì mình ghép full cho DG Trọng Nguyễn nhá. V9 nhá, bát viết đầy đủ luôn đó. Nói chung là đầy đủ. Cho anh em. Và SX 700 thế, mình đây trong đây mình có tất cả mình ghép là 4 bộ. Full nhá. Thì mình để cái này dưới phần miêu tả của video, anh em nào lấy thì vào phần dưới miêu tả của video lấy, thì đây mình đã để nó, cái này là mỏ cày một, mỏ cày V1 nhé, mỏ cày V10 thì mình đã úp xì tai, mình úp lại nữa nhé, đây xì tai cơ bản này, đó, tan trô này và xì tai Vinhao này. Và những xì tai mới là có hết trong đây này, ba cái bát này, bốn cái bát này, anh em cài thì anh em test thử xem nó có ok hay không.